Xin chào anh em, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến gần một chiếc xe của Omoda đến như vậy. Chiếc này là chiếc Omoda C5 được định vị ở phân khúc hạng B. Đến thời điểm hiện tại thì xe chưa có biển số, chưa có giá bán. Chúng ta mới chỉ có những cái thông tin về thông số kỹ thuật thôi. Thứ nhất là chưa có biển số thì chúng tôi cũng chưa thể đi quá xa. Đây, chúng tôi mượn xe ở ngay bên kia đường mang sang bên này để quay nhanh cho anh em thôi. Và cái thứ hai thì chưa có giá bán. Để mà bình luận về một chiếc xe chưa có giá bán thì đôi khi nó cũng hơi khó, bởi vì đó là một cái tham chiếu quan trọng nhất. Ví dụ là chiếc xe Omoda này giá 500 triệu thì là câu chuyện khác. Nhưng nếu mà bán 800 triệu thì chúng ta lại có một cái cách tiếp cận hoàn toàn khác, đúng không? Nên là ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ muốn là chia sẻ với anh em những cái cảm nhận rất là ban đầu về chiếc Omoda C5 này, hay là rộng hơn về cái câu chuyện của thương hiệu Omoda Zeku tại Việt Nam, hay là những cái chính sách bảo hành của họ. Thôi, trước khi đi vào cái xe này thì tôi muốn nói tới thương hiệu này đi. Thì đây, đầu tiên anh em nhìn thấy một thứ mà gần đây Omoda, Zeku hay là Chery họ nhấn mạnh ở thị trường Việt Nam, đó là bảo hành động cơ 10 năm và 1 triệu km. Thời điểm hiện tại thì đây là đang là cái chính sách tốt nhất dành cho xe xăng ở Việt Nam rồi. Và cái này là bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km tùy điều kiện nào đến trước. Ở Việt Nam mà 10 năm chạy được 1 triệu cây, tức là mỗi năm chạy 100.000 cây, thì thường là những anh em chạy dịch vụ rồi. Còn người bình thường thì tôi nghĩ là rất là khó để có thể đạt được 1 triệu km trong vòng 10 năm. Thì tùy điều kiện đặc thù thôi. Còn phổ thông thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái mốc 10 năm. Cái việc công bố chính sách bảo hành như thế này thì cũng để cho khách hàng yên tâm hơn về chất lượng của xe. Đấy, động cơ 10 năm thì anh em không phải lo là đi mấy ôm hỏng, đúng không? Anh em cứ bảo xe Trung Quốc đi mấy ôm là hỏng mất. Thì có cái chính sách bảo hành động cơ 10 năm này, tôi nghĩ là cũng là một thứ để anh em yên tâm. Đấy, nhưng mà nói đến đây thì anh em lại bảo tiếp là bây giờ bảo hành động cơ 10 năm nhưng mà hãng xe 2 năm rút khỏi Việt Nam thì cuối cùng ai bảo hành? Thì thứ nhất là Chery họ về Việt Nam thông qua đối tác Glesimco, nhưng mà Glesimco là đứng ra để phân phối Chery tại Việt Nam luôn, chứ không đơn giản họ là một dealer, họ mở mấy cái đại lý ra họ bán xe. Cái thứ hai là thời điểm hiện tại thì đã có khoảng gần 20 showroom của Omoda Zeku trên khắp cả nước rồi. Họ đang xây showroom rồi, và xây thật, có showroom thật chứ không phải là chỉ công bố nhé. Và các kế hoạch dài hạn thì họ còn mở nhiều showroom hơn nữa ở Việt Nam. Cái thứ ba là bây giờ thì ở Thái Bình, tại cái khu của Glesimco, thì họ cũng đang bắt đầu bắt tay xây dựng nhà máy để có thể lắp ráp Omoda, Zeku hay là các cái thương hiệu khác của tập đoàn Chery ở Việt Nam rồi. Đó là những thứ mà để chúng ta có thể yên tâm. Đấy, còn bây giờ nếu mà anh em vẫn bảo là không yên tâm nữa thì cũng khó. Bởi vì chúng ta nhìn vào những thứ họ làm. Đấy, ở thời điểm hiện tại, anh em nghĩ sao về cái tính cam kết, cái độ yên tâm của thương hiệu này ở thị trường Việt Nam? Hãy comment ở phía bên dưới. Xong cái câu chuyện về thương hiệu, về tính cam kết, về ABC râu ria bên ngoài, thì bây giờ tôi muốn nói về độc lập cái xe này, chiếc Omoda C5, chiếc xe ở phân khúc hạng B. Vẫn phải nhấn mạnh lại là khi mà chưa biết giá bán thì mọi cái sự đánh giá nó đang bị thiếu một cái tham chiếu cực kỳ quan trọng. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cảm nhận thực tế đi. Có gì thì chúng ta sẽ chia sẻ với anh em. Tôi sẽ chia sẻ với anh em cái đó. Đầu tiên là về tổng thể thiết kế của cái xe này. Thì đẹp xấu nó là quan điểm của mỗi người. Nhưng mà về cái độ gọi là trông nó nở nang, trông nó to, nó hoành tráng, cái đường nét nó có gì đó nó cũng sang trọng, cũng cao cấp. Thì C5 đang là một chiếc xe làm rất là tốt cái việc đó. Anh em có thể nhìn thấy phần đầu xe. Đây, cái kiểu thiết kế, cái mặt ca lăng này. Đấy, khác gì cái kiểu làm của Lexus trên chiếc RX350 phiên bản mới nhất mà anh em Việt Nam đang cực kỳ thích không? Đó. Còn về tổng thể thì nó là một chiếc xe hạng B. Nó cũng, cái thiết kế này làm tạo cảm giác chiếc Omoda C5 này cũng khá là to lớn so với kích thước thực tế của nó, trông hoành tráng đấy. Và cứ to lớn, hoành tráng, nở nang là một thứ mà người Việt Nam rất thích rồi. Chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn đi. Đây, mặt ca lăng kiểu Lexus và có những cái chấm chấm chrome ở đây, tạo hiệu ứng sao rơi, trông khá là đẹp. Trên này có logo Omoda. Đây, cái hệ thống đèn này làm cũng rất là quen. Đèn định vị to. Này là cũng projector, đèn LED thứ luôn. Đầy đủ, chỉnh chu. Rồi, tiếp theo bước sang phía bên hông này. Mâm xe 18 inch. Và cả hai phiên bản của chiếc Omoda C5 này đều sử dụng cái mâm 215-55R18. Mâm và lốp trông cũng khá đẹp, to,
trong phân khúc này mà 18 inch là to rồi. Các đối thủ thì thông thường là 17 inch thôi. Đây, phía bên hông. Cross the future, tiến tới tương lai. Đây cũng là thương khẩu hiệu của Omuda. Đây anh em nhìn chỗ này, trông cực kỳ Lexus. Đây, cái cách làm cái đèn hậu ở cái đoạn này. Đây hai anh em bước sang phần đuôi xe cũng như vậy. Nở nang không? Trông nở nang hoành tráng, đẹp đấy. Đẹp. Omoda này, rồi đèn LED một dải nối liền hai bên. C5 230T này là cái gì? Là một cái dòng thương hiệu xe, dòng xe. Động cơ của nó là động cơ 1.5 turbo, khoảng 140, gần 150 mã lực, 210 Nm, đi kèm với hộp số CVT, giả lập 8 cấp. Dưới này là cái ốp phía sau, giả lập hai cái ống xả, trông khá đẹp. Đấy, còn ống xả cũng có ống xả đôi nhá, nhưng mà ở phía dưới gầm, hai bên. Đây, anh em nhìn càng kia từ đi, trông yên tâm không? Đằng sau cũng đầy đủ cảm biến, đây, cũng có cả cánh lướt gió luôn. Cái màu này cũng là một cái màu đặc trưng của chiếc Omuda C5. Nói chung là cái mà chúng ta quan tâm nhất, và tôi nghĩ anh em quan tâm nhất vẫn là câu chuyện giá bán thôi. Bán bao nhiêu? Hay là mình cứ mạnh dạn mình đoán nhỉ? Tôi kỳ vọng nhé, đây là cái kỳ vọng cá nhân của tôi dưới góc độ là một khách hàng nhé. Tôi kỳ vọng là xe này có hai phiên bản. Thì cái phiên bản thấp có mức giá mong muốn là dưới 600 là đẹp. Còn phiên bản cao, mức giá nó tầm 700, dưới 700 một chút, thì thực sự là một cái lựa chọn mà cũng cực kỳ đáng cân nhắc cho anh em trong phân khúc này. Chúng ta đã nói về cái câu chuyện showroom, về tính cam kết của thương hiệu này rồi, nhưng mà dù sao thì đây cũng là một thương hiệu rất mới ở Việt Nam, nên là cái mức giá đâu đó nó vẫn sẽ phải nằm ở một cái vùng mà để người ta không bị lăn tăn giữa các đối thủ khác từ những cái thương hiệu mà đã ở Việt Nam lâu năm hơn rồi. Thì tôi nghĩ như vậy thì chiếc Omuda C5 này mới thực sự là có số, bán ra số. Chứ còn bây giờ này, xem một cái mức giá mà, tức là nếu mà chơi xanh chín ra, liệt kê về thiết kế, về trang bị, về động cơ ra, thì mà lại định giá ngang hàng với những cái xe của Hàn Quốc, của Nhật Bản chẳng hạn, thì thậm chí là vẫn hời. Nếu mà chỉ xét độc lập cái xe, thậm chí là vẫn hời. Nhưng mà lại là một thương hiệu mới, thì đấy là cái câu chuyện mà thôi, không phải việc của mình. Cái đấy thì chủ đầu tư họ sẽ có cái nghiên cứu. Đấy là góc độ của một người khách hàng mong muốn thôi. Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong. Anh em thông cảm là bởi vì xe chưa có biển nên là chúng tôi đứng tạm đây để quay một cái video thôi. Bước vào khoang nội thất này thì nó là một cái kiểu làm đã rất là quen thuộc trên những cái mẫu xe của Trung Quốc thời gian gần đây rồi, hay thời gian trước đó rồi. Vẫn cái kiểu làm tối giản hết tất cả mọi thứ, màn hình đôi liền vào với nhau. Để mà nói chê được cái khoang nội thất này thì tôi nghĩ chả có gì để chê được cả. Mọi thứ được làm chỉnh chu. Chỉnh chu cái thứ nhất là về độ hoàn thiện. Đây, anh em có thể nhìn thấy các cái nút bấm này, các cái sơn này, rồi viền này, nét căng đét luôn. Chỉ riêng này, chỉ Bentley anh em đang còn khâu tay, anh em đang còn chửi là khâu bị lệch. Đây, cái con này khâu chỉ thẳng tắp luôn. Rồi các thứ đây, làm này thì hơi nông dân một chút, nhưng mà anh em phải sờ thực tế đấy. Thì nếu mà so với kiểu những cái xe Nhật, Hàn mà trong phân khúc này, thì chắc chắn là cái độ gọi là dày cui và độ hoàn thiện các cái khe kẽ này không thể bằng chiếc Omuda C5 này. Tự tin khẳng định với anh em là như vậy luôn. Trông cực kỳ tử tế và chỉnh chu. Đây, các cái nút bấm này, cái cần số của nó này, cần số điện tử kiểu công thái học. Cần số kiểu này dùng cũng khá thích nhá. Gẩy một cái là vào số, gẩy kiểu này. Muốn về P bấm vào đây, rất tiện. Có số M, giả lập 8 cấp. Phanh tay điện tử auto hold, chỗ này có sưởi ghế này, có các mode lái, có eco mode, sport mode, có hai chế độ lái, xi nhan này, rồi đây là các cái nút để điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Cái này cũng là một cái cực kỳ công thái học anh em khi anh em sử dụng. À, thích đấy.
tôi rất là thích cái phần yên ngựa của chiếc Omuda C5 này. Mọi thứ nó rất là vừa tay, từ cái cần số đến các cái phanh tay điện tử auto hold, rồi đến cái phần điều khiển cái hệ thống thông tin giải trí này cũng như vậy. Đó. Đấy. Trên này có một cái chỗ sạc không dây, và cái sạc không dây này là có tới hai chỗ sạc liền. Đấy, cả người lái và người phụ, người ngồi phụ đều có thể sạc được luôn. Và ở đây lại còn được lót một cái lớp nỉ, lại còn được làm hơi vát vát nữa, nên là đặt điện thoại đây cực kỳ chắc. Trên này còn có cả đèn đóm thứ này. Riêng về mấy cái thứ này thì xe Trung Quốc chưa bao giờ là điểm yếu cả. Ở đây có nút bấm cảm ứng để điều khiển một số những tính năng cơ bản của hệ thống điều hòa. Đấy, rất tiện. Đấy, chúng ta chỉ cần đến này thôi, mọi thứ được tích hợp vào đây rồi. Nhưng mà những thứ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất đó là cái hệ thống điều hòa, thì ở đây đã có đầy đủ các cái nút bấm bằng cảm ứng để chúng ta có thể điều khiển một cách dễ dàng. Cái này nó còn tiện hơn cả con Raptor của mình. Con Raptor của mình có cái phần núm cơ để chỉnh điều hòa, không phải chỉnh trên màn hình. Nhưng mà hôm tôi đi kính nó bị mờ ấy, thì muốn chuyển sang cái chế độ sấy kính á, là phải vào màn hình mới có, chứ còn ở trên này không có. Đấy thì cũng là một cái điều mà cần phải nói tới ở trên chiếc Omuda C5 này. Tiếp theo là cái màn hình. Đấy, cụm màn hình đây, màn hình đôi luôn. Đấy, được nối liền với nhau trên một cái tấm cũng rất đẹp. Tôi chỉ mong là nếu mà cái viền đen này nó giảm bớt đi, màn hình nó tràn, nó to hơn nữa thì trông sướng hơn. Đầy đủ kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Có cả Android Auto, cả Apple CarPlay luôn. Đấy, loa Sony nhá. Đấy, nghe cũng khá ổn, nghe được luôn. Trong phân khúc này, loa đài này là cũng cực kỳ tử tế rồi. Trên video thì tôi sẽ khỏi phải bật loa nữa, bởi vì bật loa thì anh em cũng chỉ nghe qua tai nghe thôi, không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Đây, vô lăng này cũng có làm nhựa bóng rồi, cũng có bọc da rồi. Đây, cái kiểu làm vô lăng đây, cũng rất là thời thượng. Đầy đủ cái trang bị an toàn. Đấy, phiên bản thấp hơn thì sẽ cắt giảm bớt đi những cái trang bị trong hệ thống ADAS. Còn phiên bản này đầy đủ Adaptive Cruise Control, giữ làn, rồi cảnh báo lệch làn, rồi cảnh báo va chạm, rồi phanh khẩn cấp, các thứ đầy đủ hết ở trên này. Rất tiếc là xe chưa có biển nên là tôi cũng chưa chạy được. Mới chạy từ bên kia đường sang bên này mà bây giờ lại bảo xe này lái hay lắm, lái mạnh lắm thì nó hơi bị buồn cười, hơi bị dở hơi. Cái ghế này anh em nhìn cũng được làm kiểu ghế thể thao. Đây, trông đẹp không? Trông hoành tráng không? Rồi gương chiếu hậu chống chói tự động rồi đây, nguyên cả một cái cục của hệ thống ADAS ở trên này. Hay là cũng có cửa sổ trời, chưa phải cửa sổ trời toàn cảnh, hay các kể cả các cái nút ở đây này, cũng được làm giả chrome các thứ, nhựa thôi nhưng mà kiểu chrome trông đẹp. Chung là độ hoàn thiện thì không thể chê được. Người cánh cửa này cũng có ốp giả vân gỗ này, rồi cũng được pha những cái viền màu đồng kim loại này. Đấy, rồi ra sau ngồi cái hàng ghế thứ hai. Đây là không gian hàng ghế thứ hai. Với một người thấp bé như tôi, cao chưa được 1m7 thì không có gì phải suy nghĩ cả. Cái độ ngả của hàng ghế này tôi mong muốn là nó sẽ sâu hơn một chút, nhưng mà bởi vì cái lòng ghế làm khá rộng và cái hõm này này, cái hõm này khá sâu này, đó, thì giúp cho là cái tư thế ngồi nó cũng khá thoải mái, nó không bị đè, bị tì ở cái phần cái hõm lưng của mình, thì mình ngồi cũng dễ chịu hơn. Có đầy đủ cửa gió phía sau. Trên cái xe này làm ở ngoài, anh em nhìn là cái thiết kế nó hơi vuốt vuốt cái đuôi, nhưng mà đây bên trong này, cái chỗ này lại còn được làm vát lên, nên là ngồi cái đầu ở trên này khá thoáng. Và tôi cũng thấp bé thôi, nhưng anh em nào 1m7, 1m8 thì có lẽ là đầu nó sẽ sát hơn một chút, nhưng mà ngồi vẫn ổn. Cái ghế này vẫn có cái chỗ hở ở đây, vẫn có cái chỗ hở này, thì cũng giúp cho tầm nhìn của chúng ta thoáng hơn một chút đấy. Bởi vì cái thường là những cái ghế thể thao này làm cả một cái ụ to thì nó choán khá nhiều tầm nhìn của người ngồi ở phía sau. Đấy, với một chiếc xe hạng B như thế này là cũng ở mức độ khá tối ưu rồi. Tất nhiên là nó chưa phải là một cái xe mà rộng kiểu phè phỡn, tối ưu, rất tối ưu so với mặt bằng chung của phân khúc B. Bởi vì dù sao thì Omoda C5 cũng là một chiếc xe gì đấy, nó khá là phong cách, khá là cá tính, ưu tiên những cái đường nét cắt xẻ, nên là phần nào đấy thì chúng ta cũng sẽ phải hy sinh về cái không gian. Như vậy thì ngày hôm nay tôi vừa
cùng với cả anh em trải nghiệm rất nhanh chiếc Omoda C5 này. Chiếc xe này thì anh em cũng không còn gì xa lạ nữa rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến gần em nó, thì cũng muốn là quay một cái video để chia sẻ với anh em về chiếc xe này. Anh em nghĩ sao về Omoda C5? Anh em kỳ vọng gì ở mức giá bán của mẫu xe này? Đấy là cái mà chúng ta mong chờ nhất. Và anh em nghĩ sao về những cái chính sách bảo hành, về tính cam kết của một hãng xe rất mới như là Omoda hay Jeku ở Việt Nam? Thì hãy comment ở phía bên dưới làm một cái dự đoán giá luôn anh em nhé. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ Mê Xe, sớm đạt tới 400.000 subscriber anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.